Xin chào mọi người, mình là Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy một bài của Mamamoo hit phần điệp khúc nhá. Trước khi vào bài thì mình rất mong là mình hãy like và subscribe của chúng mình. Let's go. Về phần điệp khúc thì mình sẽ chia thành hai phần. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy mẫu cho các bạn hình dung được cái đoạn một nhá. Ta na na na. Bảy tám hai
6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào nhìn nhanh. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, bây giờ mình sẽ ghép nhạc lại. Chậm này. Hát luôn. 5, 6, 7, tan 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 tan. Chân thế như này, được chưa? Lên này, đổ và đổ. Ok, sau đó lên đây.
Thank you.